Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel mình nhé. Mình là Thế Chi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dino Bass nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Cho vào game ha. Chúng ta đang ở trong cái màn đấu nào đây. Shooting time. Rồi, chúng ta sẽ cái màn này chỉ được sử dụng những cái anh em ạ, sử dụng những cái loại đá thôi anh em ạ. Úi xồi, chết luôn. Sử dụng tất cả loại đá có thể ném vào đầu nó. Úi xồi, một bé này. Tấn công nào bạn. Có đá, ôi, thêm một con xịt chứ. Ảo ma thật, mình sẽ dùng cái quả đá khổng lồ nó lăn, chết con này đi là xong. Đấy, nhờ. Chạy đi đâu được đúng không? Không có cửa nào mà chạy đâu được. Chuẩn bị sẵn sàng. Nó còn chưa kịp ra cơ anh em ạ, nó còn chưa kịp ra mấy cái con ở đây cơ. Để mình thả đá cơ. Tôi đang đợi. Ơ, không thèm ra luôn anh em ạ, đều rồi. Tại vì cái viên đá đỉnh, viên đá kia nó lăn một phát là chết hết tất cả bọn này rồi anh em ạ. Ảo ma Canada. Ảo ma Canada. Nhơn, ném đi anh em ơi. Ôi, mày, xịt anh em ạ. Chạy đi đâu. Nó tấn công khá là mạnh nên tôi sẽ ném từ xa luôn. Chuẩn bị sẵn sàng. Ném cái băng này vào mặt nó. Băng này, ném nào anh em ơi. Đúng rồi, cứ ném từ xa thôi. Là kiểu gì mà nó sẽ nổ ạ. Ui, con này nó vẫn để lọt đây anh em ạ. Mấy cái này hồi khá nhanh tại vì mình đã nâng cấp lên một cái level cao hơn rồi anh em nhỉ. Thoải mái đây. Tôi sẽ ném băng vào đây này. Như thế này này. Ui xồi, ném tế một con xịt anh em. Nhơn. À, xong rồi anh em ơi, xong cái màn này rồi đấy. Đấy, nó bắt là chúng ta đã xong cái màn thi đấu rồi. Màn này khá là khó chịu anh em. Rồi, nó bắt mình đánh giá 5 sao nhưng mình nghĩ là mình không cần. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ sang cái màn số 28 nhé anh em. Và đây là những con mà mình có thể sử dụng được. Mình sẽ bỏ ra, bỏ này đi. Mình sẽ chơi cái con húc đầu 10 đồng. Cái này như chỉ dùng được một lần hay sao nhỉ? Không rõ là dùng được mấy lần luôn. No, ok. Cái này giá chỉ có 10 quả táo anh em ạ. Quả táo thì mình có thể nâng cấp lên được cho nó lên. Ok. Ô, sao nó có cái gì này? Ha ha, thì ra là một cái gì nhỉ? Ôi ôi, ném luôn từ xa luôn anh em ạ. Rồi mình sẽ sử dụng con này nhé. Con này hình như là hút. Hút một lần thôi anh em ạ. Con này chỉ hút được một lần thôi vậy. Đúng chính xác là chỉ hút được một lần thôi. Hút chưa hết. Ok. Rồi anh em ơi. Ném vỡ đầu nè. Một phát nổ nè. Có khiêng à bạn. Rồi đấy anh em ạ. Khiêng với chúng tôi. À rồi, mình sẽ mua. Mình mắc cái táo rồi. Mắc táo rồi mà mình không thèm mua luôn. Mình nhìn để đấy, mình đánh đến đấy à. Rồi, một con tăng cơ và một con ném từ xa anh em ạ. Hai con này kết hợp với nhau là đẹp anh em. Hello bạn ơi. Đúng rồi, tấn công đi. Xung phong. Giải thảm nó. Đúng rồi. Sợ gì đâu. Nó đang vụt mình rất mạnh anh em ạ. Nó vụt mình từ xa luôn. Đang cho cái chiêu băng này cái. Ô, cái con này không mua được à. Last way.
Ui, có hàng khổng lồ thì sai anh em ạ. Để mình xem là khổng lồ như thế nào, nó có mạnh hay không. Chắc chắn là nó sẽ mạnh rồi. Úi xồi, úi xồi, úi xồi, 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 xồi. Khủng long bé bự anh em ơi. Nó có người khổng lồ à, nó đang táng vỡ đầu mình thôi anh em ơi. Tôi sẽ cần thêm một con nữa. Người khổng lồ ấy. Một con này mình khá là trâu anh em. Mình sẽ búp thêm một số đống hiệu ứng của người nó. Chiến này. Giải thảm. So. Nice. Chúng ta sẽ con này chỉ được một con giết thôi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ phá hủy cái bóng đống này đi. Rồi cho cái mới lăn tới nhỉ. Cho cái mới lăn tới vào nhà này xong. Nice. Hay quá. Rồi, chúng ta giành chiến thắng. Một chiến thắng khá là đơn giản. Ok. Mình tích ra ngoài đây. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ tiếp tục lên và chiến thôi. Mình đang ở trước cửa 29 bên này. Tôi sẽ chơi thêm vài trận nữa cho thoải mái đi. Caveman Rush. Đây gọi là, đây là Caveman Rush. Nó sẽ tấn công vào quả trứng anh em ạ. Tôi sẽ bảo vệ quả trứng anh em. Đây, quả trứng khủng long quý báu của chúng ta. Không thể nào mất được anh em nhé. Quả trứng không thể nào mất được. Ok, không biết nó sẽ đập quả trứng của mình anh em ạ. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, chúng ta sẽ cần một con tăng cơ nhưng mà chứ con này cũng không ăn thua lắm. Con này thì đam nó khỏe nhưng mà vấn đề là có một số con nó chạy rất là nhanh. Gần như chúng ta sẽ không kịp luôn đấy, không kịp để nó lao vào luôn đấy. Giải thảm anh em ơi, và bom à. Đúng rồi, bây giờ sẽ là phản công ấy. Nhà của nó với nhà mình gần nhau quá. Phản công ở trong chớp mắt thôi, và chúng ta có thể là tới được nơi rồi. Bây giờ cẩu nào anh em ơi, cẩu đá vào. Cẩu rất nhiều đá vào, chúng ta cẩu cả một đống đá quý rồi. Giải. Ok. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong cái tập kế tiếp nhá. Bye bye.